Chào các bạn, hôm nay Công nghệ Việt sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh in cái photo ra cái hóa đơn và mọc dấu nha. Nó bị mờ thì mình chỉnh lên cho nó đậm lên ha. Thì clip này nếu các bạn mà thấy hay á, nhớ bấm đăng ký kênh và like để ủng hộ cho mình ha. Hôm nay sẵn có cái máy có cái room nó bị yếu á, thực chất khi mà in ra thì nó đẹp, photo văn bản cũng đẹp, nhưng mà chỉ có photo cái mộc dấu và hóa đơn thì nó sẽ không ra được, nó mờ, nó không ra vân, không ra mộc gì hết, nó mờ. Đây mình in counter ra thì cái tam giác nó đậm cũng đẹp, nhưng mà cái này cái room nó bị yếu, bị hư rồi ha, nó có cái vạch đen rồi. Mình sẵn đây thì nó bị yếu rồi, mình lấy ra để mình hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh hóa đơn ha. Đây mình in ra cái bảng phông chữ nó cũng đẹp, khung nó cũng đẹp ha. Nói chung tuy là cái room nó hư, nó bị vạch đen, nhưng mà nó ra vẫn còn chữ, nếu mà văn bản thì nó vẫn ra còn được đậm. Đây còn photo hóa đơn thì không thấy gì hết, chữ ký cũng không thấy, mà mộc cũng không thấy, nó mờ căm mà đấy. Cái này room này nó yếu lắm rồi. Bình thường nếu mà cách tốt nhất ở này là các bạn phải thay cái room, tại vì nó cái room nó yếu rồi, nó không có bổ chính thì bắt đầu là in ra đẹp, nhưng mà nó cái photo nó sẽ bị photo cái hóa đơn nó sẽ không lên được. Này mình thay room mới vô á thì nó sẽ tự bổ chính và nó photo cái hóa đơn nó sẽ đẹp lại thôi. Rồi để chữa cháy thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vào ha. Bây giờ mình vào 107 đi ha, vào phần mềm của nó. Rồi sau khi mình vào phần mềm thì nó sẽ có giao diện của phần mềm ở đây. À, mình sẽ quay cái máy nó lại gần để cho bạn thấy rõ ha. Đây nó sẽ có giao diện đây, các bạn bấm vào System XP đây ha. Rồi nó sẽ vào cái phần mềm. Rồi các bạn nhìn thấy cái chữ SP Direct đang bôi đen á, thì mình bấm luôn cái số là 4918 ha, 4918, cái code là 4918, xong bấm thăng. Rồi nó hiện ra chữ Change. Rồi mình bấm vào chữ Change. Rồi ở đây nó có rất rất nhiều ô ha. 15, 15, 15. Thì mình chủ yếu là mình chỉnh 4 cái ô đầu tiên ở trên và 4 cái ô ở dưới ha. Nó đang là 15. Thì có thể là mình chỉnh lên 20, 25 gì đó. Tùy mình chỉnh làm sao mà nó đậm vừa đủ là được rồi. Đừng có đậm quá. À. Rồi cái này nó tối đa là 30 à, mà cái máy này cái room này nó yếu lắm rồi, bây giờ mình chỉnh thử 30 ha. Cái máy này nó room nó yếu lắm, mà mình phô bình thường thôi là nó không thấy gì rồi à, cho nên là mình chỉnh tối đa luôn, tối đa là 30. Rồi sau khi chỉnh là bấm thăng để lưu lại cái giá trị cuối cùng. Rồi xong rồi exit ra ha. Rồi exit ra. Rồi exit ra. Bắt đầu mình phô thử hóa đơn hồi nãy ha. Rồi bấm photo.
Đây các bạn thấy chưa? Hồi nãy nếu mà mình photo ở lúc mà mình chưa chỉnh thì không thấy chữ viết, không thấy gì hết, chữ ký cũng không thấy mà không có cái chữ gì hết. Nó trắng nhách luôn. Bây giờ sau khi chỉnh xong là mộc rồi nó lên rõ đậm. Đấy. Tuy là cái room này nó hư, nó có nhiều cái vệt đen á. Nó yếu lắm mà nó mòn rồi nó có mấy cái vệt đen á mà mình chỉnh nó vẫn lên được cái mộc. Đấy. Rồi thế là như vậy là xong ha. Rồi. Nhưng mà cái điều lưu ý là cái này mình chỉ chữa cháy thôi nha. Cái cách tốt nhất là mình nên thay một cái room mới. Thay cái room mới là tự động nó bổ chính thì nó sẽ lấy lại thông số mà mình photo là cái mộc nó tự động với hóa đơn tự động nó đậm lên lại à. Rồi. Nhưng mà lưu ý khi mà mình chỉnh như vậy á, cái room cũ mình chỉnh lên á thì khi mà mình thay room mới á là nhớ nhớ là trả cái thông số về 15 lại ban đầu ha để room mới nó banh luôn á lúc đó không biết chuyện gì nữa rồi coi như xong ha. Rồi video của mình đến đây đã kết thúc. Chúc các bạn luôn được thành công ha, và nếu thấy hay thì nhớ bấm đăng ký kênh và like để ủng hộ kênh mình nhé. Rồi xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn nhé.